vàng ai ơi. Tài sản quý nhất trên đời chính là sức khỏe tuyệt vời của khỏe lâu bền cũng chính là hạnh phúc an vui. Muôn loài bao đời cũng vì sự sống quyết nhau tranh giành, dù cho lắm khó khăn. Miễn sao thức ăn no lòng mà không cần dinh dưỡng bên trong, ai ơi hãy nên tiêu dùng sản phẩm từ gạo lứt ngay thôi. Ngày xưa hoàng tử lang liêu kinh doanh bánh dày bánh chưng, để rồi được lòng vua gia chiếu chỉ ban. Vua phẩm từ gạo nếp lứt thiên nhiên chứ không phải sơn hào. Gạo là thức ăn hương vị ngọt ngào mà đã từ lâu ai ai cũng biết, gạo là hạt ngọc của trời nên không gì so sánh được đâu. Lúa là nông sản gieo trồng không cần đơn thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng hay dùng phân hóa học, thuốc bảo quản hay bất kỳ hóa chất từ trong quá trình các món ăn chế biến. Người ơi, cuộc sống của ta sức khỏe tuyệt vời nhờ ta ăn đúng. Ngày xưa từ thuở ông cha ăn đúng những gì thuận với tự nhiên nên sống lâu tuổi già mà không hề ốm đau. Ngũ cốc ngày nay với từ gạo lứt là thực phẩm thiên nhiên giúp cơ thể quân bình. Ta khỏe mạnh thông minh là hạnh phúc của gia đình. Trí tuệ thông minh thì công việc luôn sáng tạo để giúp cho mình năng suất được nâng cao. Từ bây giờ và cho đến mai mai sau, ta tạo ra được tài sản bền lâu cho con cháu. Nếu từ những phát minh do ta sáng tạo là đã giúp cho gia đình ta sống cảnh giàu sang, khác ghi
thương con trẻ dân thân, bỏ thịt bỏ cá mười phân là thức ăn phải sạch. Kinh mong mọi người hãy xây dựng phong trào thực phẩm sạch. Hãy luôn gieo trồng nông sản trong hai buổi uống ăn, xin chớ làm sai mất mạng biết bao người. Họp tác cùng nhau trên tinh thần cao thượng, để mọi người sống luôn khỏe mạnh. Tôi thầm ước còn quá chất cho cộng đồng luôn nở nụ cười tươi, không còn bệnh tật ung thư, lo cho trẻ thơ khôn lớn nên người. Từ gạo lứt thiên nhiên mới là tất cả, trừ sâu không phân hóa học, để ông bà sống vui trong tuổi về chiều. Vậy ta hãy cùng nhau hướng tới gạo lứt muối mè trí tuệ được thông minh. Mọi người nên cố gắng đoàn kết cùng nhau chống lại bệnh hiểm nghèo, vì đời người chẳng được bao lâu. Bao đứa trẻ thơ mắc phải bệnh tim, đều là do hóa chất có trong cả thức ăn. Đến những cụ già mắc bệnh hiểm nghèo sống chẳng yên tâm. Trẻ em được dưỡng dục tinh thông, ngoan ông bà mạnh khỏe nuôi dạy con thơ trí tuệ thông minh khôn lớn nên người. Giúp dòng dõi Việt Nam luôn được rạng ngời. Nếu cha mẹ ốm đau thì sinh con sức khỏe có dồi dào thì trí tuệ mới thông minh. Lẫn trong việc làm mới có những một niềm tin, toàn dân được ấm no trước tiên chính là sức khỏe. Nơi kêu gọi gái trai từ già tới trẻ trong nông sản hữu cơ tiêu chí nên là ta
trong khắp cộng đồng đem thông tin đến mỗi nhà, đó chính là niềm vui của ta. Qua chất lìa quy tâm lìa xa, cho nhà nhà người người hạnh phúc, cho tuổi thơ vươn tới tương lai. Chuyện không của riêng ai, vì cộng đồng sức khỏe, tuổi trẻ tương lai xây dựng nước non nhà. Thức ăn độc tố lánh xa, năng suất lao động chính là hữu cơ. Ai ơi xin chớ làm ngơ, hãy quyết tâm ta chớ nên hững hờ, cùng giúp cho bao người luôn dồi dào sức khỏe. Lòng mãi khắc ghi vì tình yêu nhân loại, ai cũng là người thân, xin đừng làm hại nhau, cho cuộc đời bớt khổ.